các nguồn năng lượng không vô tận. Có những nguồn năng lượng phải mất hàng triệu năm để hình thành. Thiếu hụt năng lượng đang là nguy cơ hiện hữu tại Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng như điện, than, dầu khí giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì năng lượng tương lai. Sử dụng một cách tiết kiệm, vừa đủ và hiệu quả nguồn năng lượng ngay từ bây giờ vì một tương lai bền vững. Kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Bản tin hôm nay ngày 1 tháng 12 sẽ là những thông tin năng lượng đáng chú ý. Công trình tổng kho xăng dầu Phú Xuân Nhà Bè được chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Khu kho này có sức chứa là 450 triệu mét khối do Công ty Cổ phần Kho Cảng Xăng Dầu Hàng không Miền Nam đầu tư xây dựng với kinh phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình hiện rơi vào tình trạng bỏ hoang gần 3 năm nay. Nhiều hạng mục xây dựng dở dang đang xuống cấp trầm trọng, sắt thép bồn chứa, cầu cảng hoen dỉ. Ông Trần Sĩ Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kho Cảng Xăng Dầu Hàng không Miền Nam cho biết, nếu được giải quyết sớm về nguồn vốn, tổng kho và cảng sẽ được thi công đưa vào sử dụng trước tháng 12 năm 2023, với sức chứa là 230.000 mét khối xăng dầu. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục thi công hoàn thành toàn bộ tổng kho chứa 450.000 mét khối xăng dầu vào tháng 6 năm 2024. Đứng trước những vấn đề nhức nhối về năng lượng và an ninh năng lượng, bắt đầu từ năm 2016, chính phủ Việt Nam đã đưa ra các tiêu chí đánh giá doanh nghiệp xanh với các yêu cầu khắt khe về việc sử dụng năng lượng hiệu quả và ứng dụng năng lượng xanh trong sản xuất nhằm tối ưu hóa nhu cầu sử dụng điện và giảm lượng phát thải CO2. Chính vì thế, việc áp dụng các công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất thép, đơn vị phải sử dụng một lượng lớn điện, nước, than. Do đó, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều giải pháp công nghệ xanh để cho ra đời những sản phẩm thép sạch. Tiêu biểu là công nghệ thu hồi nhiệt, khí thải để phát điện, tái sử dụng được áp dụng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Doanh nghiệp đã áp dụng công nghệ sản xuất than sạch thu hồi nhiệt, một công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng. Theo đó, công nghệ này triệt tiêu toàn bộ khí, khói và các chất hóa học độc hại sinh ra từ quá trình luyện than cốc, chỉ thu hồi lại nhiệt năng để chạy máy phát điện. Đối với lại trong sản xuất thép thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái việc là tiết kiệm năng lượng để mà hạ giá thành và sử dụng triệt để những cái nguồn năng lượng sinh ra trong quá trình sản xuất. Ở đây chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều các cái công nghệ như là cái công nghệ BPRT của lò cao, rồi công nghệ phát điện nhiệt dư. Đấy là những cái công nghệ mà hiện nay thì các nước phát triển thế giới người ta áp dụng rất là phổ biến. Nó cũng tương ứng như thế, tức là trước kia chúng tôi mua chủ yếu là của EVN, thì bây giờ chúng tôi đã tự chủ được trên 80%, thì cái chi phí và nhu cầu sử dụng điện cũng giảm tương ứng được trên 80%. Với công nghệ luyện than cốc sạch, thu hồi nhiệt, khu liên hợp gang thép này hiện có công suất phát điện là 64 MW, sản lượng điện phát năm 2020 đạt 478 triệu kW, tương ứng tự chủ khoảng 70% lượng điện sản xuất, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được trên 800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tối ưu hóa công nghệ để tạo ra những sản phẩm xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Đầu năm 2018, tập đoàn đã cải tạo hệ thống tạo xỉ hạt bằng nước lạnh áp lực cao và đầu tư thêm một dây chuyền nghiền xỉ hạt lò cao. Đối với lại khối nhân viên văn phòng thì chúng tôi đưa ra những cái quy định xây dựng những cái hệ thống quản lý, ví dụ như là 5S. Thế thì song song với cái việc tạo ra cái môi trường làm việc nó khoa học ra, thì thứ hai là nó rèn cho ý thức của người nhân viên. Đấy, trong quá trình mà làm việc thì phải có ý thức là tiết kiệm điện cũng như là các cái nguồn năng lượng. Cùng với đó, tập đoàn này còn xây dựng hệ thống tường bao, trồng cây xanh để chống phát tán bụi, tiêu âm. Đặc biệt,
lượng bụi chứa sắt thu hồi được trong quá trình luyện gang thép, vẩy cán thép đều được tái sử dụng ở các công đoạn sản xuất, vừa tiết kiệm chi phí vừa cải thiện môi trường làm việc. Bản tin năng lượng hiệu quả xin khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trên kênh VTC14.